Quán lẩu tôm của mình bán nay được 33 năm. Quán mình là tổng cộng là 5 cái cơ sở. Thứ nhất là lẩu tôm, thứ nhì đó là chạo tôm, ốc len xào dừa. Những cái món đó là nó thẳng là cái hương vị đặc trưng, không có ai mà làm được giống được. Nhờ như vậy mình mới bán được nay là 30 mấy năm. Đặc biệt ở đây là bán tôm sông, tôm càng xanh, tôm càng là tràng thiên nhiên, chứ không có mà lấy bán tôm nuôi, cái kỹ thuật để chiên nữa. Còn cái con tôm chiên là nó khó lắm á, chứ không phải dễ đâu nha. Nhiều quán nó đặt mình cái lẩu tôm về nó để bán nữa mà mình cũng vẫn bán bình thường. Ví dụ người ta có đi ngang ở Biên Hòa thì người ta sẽ ghé lẩu tôm Tâm Ghi, nhất là những cái ngày thanh minh đó, ngày lễ nào đó, là những ngày Tết rồi là mấy người ngày đó là quán bán nhiều lắm. Anh Tinh Long, quán của mình là tên là lẩu tôm Tâm Ghi Biên Hòa, địa chỉ là 20-3, cách mạng 8, phường Bình, Biên Hòa, Đồng Nai. Mình bán từ 10 giờ cho tới 10 giờ đêm, từ 10 giờ sáng đến 22 giờ tối. Quán lẩu tôm của mình bán nay được là 33 năm. Bán bắt đầu ngày là 1992, bắt đầu tới mà bán cho tới ngày hôm nay là được là 33 năm. Cơ duyên là hồi xưa là mẹ là xuất thân là bán cá. Cái sau đó là mẹ mới về cái nghỉ bán cá, mẹ mới bán cho những cái dạng như mở cái chậu nhỏ nhỏ bán đồ ăn cơm. Bắt sinh là từ lúc mà bán đồ ăn cơm, có những cái món tôm ghim nè, canh chua cá lóc nè, rồi thịt kho, rồi khoa lấu đồ, rồi đâm ra cái những cái người xung quanh sớm là cái người ta mua. Hồi xưa mình có cái không gian, cái sân, cái người ta mua rượu lại, người ta ngồi đó người ta nhậu, người ta ăn uống tại chỗ. Xong cái người ta mới nói hồi chị Năm là má đó, là mẹ, là nói sao chị mở quán đi. Thì cũng nhờ là mở quán, cũng nhờ thì cũng như bên phía sở giáo dục của ông thầy Tài á, thì ông cũng có ghé ủng hộ, ông cũng kêu mở quán. Thì hồi xưa mở quán thì nó chỉ có chút xíu thôi, cái xăng thì mới bán được, mới bắt đầu cái thương hiệu mình nó được tồn tại nên được 33 năm. Mẹ cũng như mẹ với ba giờ là lớn tuổi rồi, mẹ giờ mới đi du lịch thôi, Úc thì cũng truyền lại cho mấy con, mình cũng quản cái quán mình là tổng cộng là 1, 2, 3, 5 cái cơ sở, hai cái ở một cái ở Phạm Văn Đồng, ở siêu thị gì Diamond á, với một cái ở quận nhất Lê đường Phạm Ngũ Lão, với một cái là ở Võ Thị Sáu, với một còn một cái nữa ở Vũng Tàu là 166 Trương Công Định, năm tiệm. Thì hiện bây giờ cái tiệm ở Vũng Tàu là nhỏ gái thứ hai của anh là nó đang quản rồi đó. Đúng rồi, nói chung là cũng có nhiều khách thì người ta cũng không, những khách ở Sài Gòn thì đa phần thì người ta vô quán gốc, còn khách mà ở địa phương ở đây thì khách người ta cũng có thể xuống đường 5 ở Võ Thị Sáu chung hết luôn. Nói chung là không có cái nào mà thương hiệu nào giả, chỉ có ngoài cái thương hiệu lẩu tôm Tâm Ghi là chỉ có một thương hiệu độc quyền, không có mà ai giả được, tại vì cái độc quyền đó là thương hiệu đó mình mua độc quyền. Giá thì dùng bình dân từ 250, 300, 350, 400, tùy theo khách. Ví dụ khách này mà người ta thích ăn 250 thì hai người, người ta dùng 250, ba người thì ta có thể dùng 250 cũng được, mà 300 cũng được. Có thể có nhiều khách người ta thích ăn tôm nhiều thì là cái giá thành nó thì 300, 350, 400 rồi. Tại vì ví dụ cái 250 thì nó mình căng cái lượng lên, còn 300 nó cái lượng nó cao lên nữa. Thì ví dụ tầm mạnh như nghĩ là 250 là nó phải từ hơn 10 con tôm rồi. Hơn 10 con tôm như hồi nãy đó, cũng 10 con rồi. Ngoài cái lẩu tôm ra thì trong quán mình còn có những món này. Còn chứ quán mình thì nói chung là cái thương hiệu mình là mình nhờ là cái lẩu tôm của mình. Rồi thứ nhất là lẩu tôm, thứ nhì đó là chạo tôm, là ốc len xào dừa. Những cái món đó là nó thẳng là không có cái hương vị đặc trưng, không có ai mà làm được giống được, nó thẳng. Nhờ như vậy mình mới bán được nay là 30 mấy năm. Cái chặt tôm của bên mình nó ăn cái vị như thế nào?
thì cái vị nó cũng như có tôm nè, có chả cá nè, có thịt nè trong chỗ đó. Thì mình bắt đầu mình mới xay, mình uống quết ra thành chảo. Cái chảo đó mình bán thì 24 ngàn, ra bánh hỏi nước mắm đầy đủ 24 ngàn, và thành phẩm mình cứ ra bàn mình ăn thôi, mình mua về cũng vậy. Nói chung là anh ở đây là thứ bảy chủ nhật chứ ngày lễ là bán đồ, bán chợ nhiều lắm. Chợ dưa lẩu là đặc trưng là nhiều nhất, một ngày bán hay bán đặc sắc ốc len nữa, như cá sắc lát chiên, rồi mấy món hải sản thì quán nào cũng có hải sản. Với lại đặc biệt ở đây là bán tôm sông, tôm càng xanh, tôm càng là càng thiên nhiên, chứ không có mà lấy bán tôm nuôi. Tôm á, tôm càng á là tôm thiên nhiên không, toàn bộ là tôm thiên nhiên. Tại vì mình có cái mối, có cái nơi tiêu thụ mà xưa giờ mình phải chế biến lại mình mới bỏ vô lẩu. Nói chung là cũng có nhiều khách, người ta cũng thích ăn tôm tươi, có nhiều khách thì người ta lại không thích. Mỗi cái khẩu vị mà đa phần thì là ở đây ít là người ta ăn tôm tươi, người ta ăn quen rồi. Cái kỹ thuật nó chiên nữa, chứ không phải mà ai làm cũng được, nó hẳn. Cái kỹ thuật con tôm sống thì nó dễ rồi, còn cái con tôm chiên là nó khó lắm á, chứ không phải dễ đâu nha. Nó thấy vậy chứ không phải mà làm được đâu. Chắc còn con tôm mà chết em chiên lên là nó rớt đầu hết rồi, nó đâu còn nguyên dạng đâu. Nó sẽ rớt ra, em ăn lại biết liền, con tôm nó bụng liền, nó không có mà dai, cái độ dai như con tôm sống. Nước lẩu thì cái vị chua cũng y như là canh chua nhà mình vậy thôi, như mình ăn canh chua vậy thôi. Mà cái điều cái đặc trưng của cái quán là đâu mình là mình tự biết. Nói chung là cái khẩu vị là nhiều cái khẩu vị đó, nhiều quán làm đó, thậm chí nhiều quán nó đặt mình cái lẩu tôm về nó để bán nữa mà. Mình cũng vẫn bán bình thường, mà nó bán gì nó đừng để tên lẩu tôm Nam Nghi được rồi, thực đơn nó để lẩu tôm trong đó vẫn được, mà đừng bao giờ để là lẩu tôm Nam Nghi thôi. Khắp nơi nói chung là ở đâu thì dù người ta tiếng mình là ba mấy năm rồi, thì dù người ta có đi ngang ở Biên Hòa thì người ta sẽ ghé lẩu tôm Nam Nghi, nhất là những cái ngày thanh minh đó, ngày lễ đâu đó, là những ngày Tết rồi là mấy người ngày đó là quán bán nhiều lắm. Bởi vì quán là người ta đi Biên Hòa là người ta phải ghé Nam Nghi, nó sáng có xe là trở ra phục vụ rồi đó, chứ không có ai mà tự làm hết. Các cái chi nhánh hết là tập trung một chỗ này là phân phối ra, cái khẩu vị nó y như vậy chứ không bao giờ khác được. Từ cái chậu tôm sắc lát nè cho tới ốc len ở đây là phân phối ra các cái cơ sở hết, chi nhánh hết, là không có tự làm được.